À, liên trưởng có người tìm anh kìa. Ai tìm tôi? Là cái cô đó đó. Là người đẹp à? Tại sao hôm nay lại tới đây tìm tôi vậy? Trưởng quan, tôi có chuyện muốn tìm anh. Để tôi đón coi là có chuyện gì nha. Tôi có chuyện thật sự muốn tìm anh. Tôi biết là cô có chuyện mới tới tìm tôi mà. Tôi đã gặp người phụ nữ trong bức hình. Là bức hình của ai vậy? Chính là cổ. Được rồi các chị em, đừng có khóc nữa. Mọi người hãy nhớ lời của tôi nói, phải sống thật tốt. Tôi nhất định sẽ trở về tìm các cô. Ừ. Tiêu rồi, tôi quên đem thuốc cho Trịnh Hồng rồi. Vẫn còn thời gian, mau về nhà lấy đi. À được. Chắc chắn đã tới bến tàu rồi. Lần này không thể để cho người phụ nữ đó thoát được nữa. Họ đuổi theo, đuổi theo. Dạ. Thiệt tình mà, cấp trên đã có tiền thưởng, cuộc sống sau này không cần phải lo nữa rồi. Đi nhanh lên. Đi. Không hay rồi, không hay rồi. Bọn họ sẽ bắt Trịnh Hồng đó. Trịnh Hồng à, cô mau chạy đi, nếu không còn kịp đâu đó. Không được đâu, bây giờ lên tàu rất là nguy hiểm, họ sẽ tới đó ngay. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không cần sợ, cùng lắm tôi sẽ nhảy xuống biển. Tôi có một cách. Nhanh lên, nhanh lên, vào đó rồi. Trầm Hương, không biết cổ có sao không? Cô cứ yên tâm, cổ chạy vào rừng còn chạy nhanh hơn thỏ đó. Đại trưởng quầy, không còn sống nữa đâu. Trịnh Hồng, cô phải cẩn thận, chúng tôi đợi cô trở về. Ừ. Bảo trọng. Tôi đi nha. Ừ. Mau đi, đi đi. Đi đi. Bên này. Bỏ lên. À, dạ dạ dạ. Bên kia kìa, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, đi. Bên này nè. Bên này. Lục soát. Tiếp tục lục soát cho ta. Dạ dạ dạ, dạ. Bánh bao đây. Đang có tươi. Lấy bó khác đi. Lòng đang đủ màu. Đánh ra. Đánh ra. Đánh ra. Đánh ra. Trưởng quan à, có bắt được không? Giỏi. Giỏi. Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Giỏi lắm. Đồ khủng khiếp. Sau này đừng để tôi gặp cô nữa. Tôi gặp cô lần nào tôi sẽ đánh lần đó. Đi thôi. A Trân. A Trân. Ông Lô, đồng hồ đó hư rồi, ông kêu người đến sửa đi. Dạ tôi biết, thưa bà ba. Mau đi gọi đại phu, nhanh lên. Trầm Hương, có chuyện gì vậy? Sao lại đưa cổ về đây? Đừng hỏi nữa, mau gọi đại phu tới đây đi. Ờ. Nhanh lên.
Tôi biết rồi. A Trân, A Trân. Trầm Hương, cô nghe nói là con đã đưa A Trân về đây. Chuyện này là sao? Cô ạ, con... Sao? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Trên đường cô trở về, thấy cô đã bị đánh, nằm ở dưới đất. Nếu như cô không cứu cổ, thì cổ sẽ bị đánh chết. Đại phu sắp tới đây rồi. Phu nhân, bà đi như vậy sao? Cho cổ ở đây dưỡng thương. Sau khi bình phục, lúc đó kêu cổ đi. Như Yên, cô có sao không? Tôi thì có chuyện gì chứ? Trái lại tôi lo cho cô. Có phải cô bị nóng tới điên rồi không? Chuyện gì chứ? Chuyện gì sao? Hôm qua, cô muốn anh tôi sắp xếp cho cô ta tới Sử Ngọc Trai thì cũng thôi đi. Không ngờ hôm nay càng quá đáng hơn. Còn đón cổ về nhà cô nữa chứ. Thì ra cô muốn nói A Trân sao? Cô có biết không? Cô bị người ta ức hiếp thê thảm lắm. Thê thảm? Mắc cười quá. Cô đã gạt cô bao nhiêu lần rồi? Suýt chút nữa thì đã hại chết cô luôn rồi đó. Lúc đó cổ có cứu cô không? Cũng may có mẹ chồng của cô vì cứu cô đập đầu vào quan tài của Long lão gia. Cổ có bao giờ tội nghiệp cho cô không? Nên Trầm Hương, vết thương giờ lành thì cô đã quên đau rồi sao? Tôi đã cảnh cáo cô, nếu cô vẫn còn tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ bị cổ hại cho chết. Như Yên, tôi biết cô lo lắng cho tôi, nhưng mà tôi không thể thấy chết không cứu. Thấy chết không cứu? Tôi thấy cô đã hết thuốc cứu rồi đó. Nè Như Yên, Trầm Hương, em bị sao vậy? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Là A Trân. A Trân? Chính là Dân Đoá. Cậu có chuyện. Dân Đoá có chuyện? Sao em lại khóc chứ? Anh Trì Minh, em thật sự không biết phải làm sao. Em đúng là khó xử thật đó. Thiệt tình, em ngốc quá à. Em nói từ nãy cho tới giờ, thiệt tình là anh cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Trầm Hương, em không cần phải sợ. Dân Đoá trước đây đã từng làm hại em, nhưng mà chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ tất cả mọi bí mật đã được sáng tỏ rồi. Em không còn là con dâu nuôi mặc người ta chà đạp sỉ nhục nữa rồi. Bây giờ em đã là đại trưởng quầy của Long gia. Có Long phu nhân vẫn luôn bảo vệ em, còn có anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Sẽ không có bất cứ người nào hãm hại được em đâu. Về Dân Đoá thì cổ thật sự đã khiến cho người ta thất vọng. Nói thật anh không thể nào ngờ được cổ dám làm ra những chuyện nhẫn tâm tới như vậy. Nhưng mà bây giờ Dân Đoá có quyết tâm sửa đổi sai lầm. Người xưa cũng đã nói, biết sai mà sửa là điều đáng mừng. Có đúng không? Anh Tri Minh, anh cũng nghĩ em làm vậy là đúng sao? Có thể khoan dung cổ, tha thứ cổ mới chính là em. Đó mới chính là Trầm Hương anh yêu.
Thật ra trên đời này có rất nhiều chuyện, nhưng không có chuyện gì là hoàn toàn sai và hoàn toàn đúng hết. Cũng không bao giờ công bằng tuyệt đối, chỉ có sự lựa chọn là khác nhau. Anh còn nhớ em đã nói với anh, em nói em tin là ông trời có mắt. Ông trời chắc chắn thấy sự lương thiện của em, thực sự không nhẫn tâm thấy em chịu tổn thương nữa. Cảm ơn anh. Anh Trì Minh, mấy năm trước thực sự anh có một ước mơ là được ra nước ngoài, muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng mà anh có bây giờ chỉ muốn được sống ở thôn Sông Ngư thôi. Tại sao vậy? Em còn hỏi là tại sao hả? Đương nhiên là vì em đó. Bởi vì em, anh có thể từ bỏ tất cả, bao gồm lý tưởng của anh, mạng sống của anh. Anh Trì Minh, có đôi lúc em suy nghĩ tại sao ông trời lại bắt em chịu nhiều dây dò như vậy. Có lẽ người muốn cho em gặp anh đó. Nếu thật sự như vậy, anh thà là không gặp em đâu. Không, em muốn được ở bên anh, cho dù có chịu dây dò ra sao em cũng đồng ý. Đại Dương làm chứng cho tôi, Thái Chi Minh này sẽ dùng cả cuộc đời của tôi chỉ yêu một mình Ngân Trầm Hương mà thôi. Dù biển cạn hay đá mòn, tôi cũng vậy. Chị và mẹ mấy ngày nay bận chuyện hôn nhân của cậu hai, nên không có thời gian về nhà chăm sóc cho A Tuấn. Mẹ nói là nếu trong nhà có cần thứ gì thì em có tới lấy nha. Ừ. À, em cầm cái này đi. Còn có cái này nữa, ngon lắm đó, chị đặc biệt để dành cho em nè. Ừ. Lại mua chuộc em sao? Đi nha. Nè, Như Yên. Ừ. Em nhớ đừng có giận Trầm Hương nữa nha. Cái này là cổ cho em có phải không? Ừ. Biết ngay là cổ mà. Đi nha. Chị à, khúc giải mà chị cần đây nè. Tận Mai vẫn đang đợi ở phòng khách đó, Trầm Hương cũng sắp về rồi. Ờ, được, chị biết rồi, để đó đi. Dạ. Nếu như không còn chuyện gì, em ra ngoài trước nha. Nè, Quế Bình, em đợi một chút. Đây, đây là chiếc vòng của Trầm Hương phải không? Đúng vậy, sau đó bị Dân Đoá, à không, đã bị A Trân lấy đi mất. Khi chị tìm được nó, sợi dây đã bị đứt ra. Chị muốn nhờ em xóa lại chiếc vòng này giùm. Đối với Trầm Hương mà nói, tất cả của hồi môn không gì sánh bằng cái này. Dạ, em biết rồi, em sẽ đi làm ngay. Ngồi dậy uống thuốc. Tôi kêu cô ngồi dậy uống thuốc, còn tưởng mình là cô hai của Long Gia nữa hả? Bộ đời tôi đút hay sao? Cô mang ngồi dậy đi. Khóc? Cô khóc cái gì? Cô khóc cho ai coi? Người khác không hiểu cô, tôi mà không hiểu sao? Đừng có ở đó diễn kịch trước mặt tôi nữa, tôi không bao giờ tội nghiệp cô đâu. Hiểu không? Tôi xin lỗi. Trước đây tôi không nên đối xử với cô như vậy. Cô đừng có giả bộ nữa. Cô mà thật lòng hối hận sao? Cô gạt được mọi người chứ không có gạt được tôi đâu. Tôi cảnh cáo cô nha, cô mau rời khỏi Long Gia ngay cho tôi. Đừng có để người ta lột bộ mặt thật của cô. Tiểu Hồng, cô hận tôi như vậy sao?
Tôi hận cô. Đương nhiên tôi hận cô. Đương nhiên tôi chết nhưng còn hận nữa đó. Cô qua đây đi. Cô hãy nhìn thấy chỗ này nè. Cô nhìn đi. Nhìn đi. Cô nhìn đi. Chỗ này nữa nè. Cô thấy chưa? 7 tuổi tôi hầu hạ cô. Hầu hạ cô suốt 10 năm. Tất cả đều do cô để lại cho tôi đó. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên cô. Trái tim của cô thật sự còn độc hơn bọ cạp nữa đó. Bây giờ cô ra khỏi đây cho tôi. Đi mau lên. Đi mau. Tôi đi. Đi mau. Tôi đi. Mau cút đi. Cô đi đi. Đi mau lên. Nè, không được. Phần cổ áo chặt lại một chút. À, được rồi. Bà thấy như vậy có được chưa? À, được. Cần phải dừa người. Lên cao một chút. Hơi dài rồi đó. Cô à, như vậy có ngắn quá không? Không không, không ngắn, không ngắn. Thanh niên trẻ tuổi không cần phải bảo thủ như vậy. Quế Bình à, lát nữa em cũng đo luôn đi. Em... thôi, em không may đâu. Phải may, phải may. Màu vải thì phải đậm một chút. Ông à, hả? Đo luôn đi. Xin mời bà ba. Cô đi khỏi đây đi. Đi mau lên. Mau lên đi. Như vậy không được. Đi mau. Tôi từ cuối này rồi. Cô ra ngoài cái đi. Cái màu này còn ra thể thống gì đi nữa. Đi mau lên đi mà. Nè nè. Nè cô. Được. Mẹ ơi cứu con. Nè nè nè. Mẹ ơi. Mẹ nè. Ơi. Đi mẹ ơi. Mẹ. Không. Long phu nhân. Nếu bà kiên quyết đuổi tôi ra ngoài thì tôi không còn con đường nào để đi. Long phu nhân à, tôi cầu xin bà. Cô Trầm Hương ơi, tôi cầu xin cô. Cô hãy cho tôi ở lại. Tôi chấp nhận làm bất cứ chuyện gì. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa. Đi mau, đứng dậy đi mà. Để Hồng đợi một chút. Cô đi mau. Cô hai à. Cô à. A Trân, cô thật sự muốn ở lại đây sao? Vì dù sao đây cũng là nơi cô đã ở. Dù gì tôi không sợ. Chỉ cần cho tôi ở lại đây, tôi hứa sẽ thay đổi bản thân, làm lại người mới. Nếu như tôi còn cái ý đồ xấu thì tôi không được chết tốt. Cô à. Trầm Hương, cô hãy quyết định đi. A Trân, cô đứng dậy đi. Đừng khóc nữa. Cô hãy ở lại đây đi. Thật không? Cảm ơn cô. Tôi hứa sẽ là một người tốt, không để cô thất vọng đâu. Quế Bình, vào đây ngồi đi. Chị hai, có phải chị đang lo lắng về chuyện Trầm Hương giữ A Trân lại không vậy? Đúng đó. Chị sớm biết sẽ là như vậy. Quế Bình, từ đây về sau, em cần phải cẩn thận hơn mới được. Em biết. Cũng mong nó thật lòng sửa đổi. Nếu không, ông trời sẽ không dung tha. Đây không phải là Như Yên sao? Làm gì vậy? Nghe nói tới bây giờ vẫn chưa ai lấy có phải không? Tôi vừa thấy cô là không muốn đi rồi. Nè cô em gái nhỏ ơi, cho anh nựng một cái có được không? Làm gì vậy? Buông tôi ra. Im lặng. Buông tôi ra đi. Mau buông tôi ra. Ngoan đi. Để tôi hôn một cái coi nào. Hôn.
Hôn một cái. Hôn cái coi. Hôn một cái hôn nè. Cứu tôi. Chạy đi. Chết đi. Chạy đi. Ai vậy? Anh đưa tôi đi đâu? Tới nhà cô rồi. Thôi tôi đi ha. Thái Tri Nghị, đừng tưởng hôm nay anh cứu tôi thì tôi sẽ biết ơn anh nha. Tôi nói cho anh biết, đừng có mơ. Tôi không cần cô phải biết ơn tôi. Trước đây cô đã từng cứu tôi, bây giờ cô như quệ. Anh nói quệ sao? Làm sao mà quệ được chứ? Anh quên đã đối xử với anh tôi ra sao hả? Anh đã quên trước đây ức hiếp Trầm Hương ra sao và đã ức hiếp tôi ra sao? Tôi hận anh. Nếu cô đã hận tôi như vậy, tại sao lại chấp nhận lấy tôi? Được, tôi sẽ nói cho anh biết tại sao. Bởi vì sau lưng của tôi có một hình xăm. Nguyên nhân trước đây tôi bằng lòng lấy anh chính là muốn đem lời nguyền rủa sau lưng của tôi cho anh, để anh tan nhà nát cửa, không ngóc đầu nổi. Nè, treo cao chút đi. Ừ, cao lên. Hơi méo, hơi méo. Rồi. Như vậy được chưa? Đó, được rồi đó. Cột chặt vô nha. Ngày mai có gì rớt xuống kỳ lắm. Được rồi, nó hoài. À, hai cái này để ở đây, cái này đem đi đi. Tôn lão gia trấn Kiều Đầu tặng quà mừng tân hôn cho cậu hai, đặc biệt đem tặng hai giò rượu trăm năm. Nè, cẩn thận một chút, cẩn thận đó. Khiêng qua bên đó đi, khiêng qua đó đi. Từ từ thôi. Nè, trời, cái đó, mau khiêng lên đi. Anh Quỳnh đã từng đối xử với anh tôi ra sao hả? Quỳnh trước đây ức hiếp Trầm Hương ra sao và đã ức hiếp tôi ra sao? Tôi hận anh. Tôi hận không thể chặt anh ra làm trăm mảnh. Sau lưng của tôi có một hình xăm. Tôi bằng lòng lấy anh chính là muốn đem lời nguyền rủa sau lưng của tôi cho anh, để anh tan nhà nát cửa, không ngóc đầu nổi. Tri Nghị, con làm sao vậy? Mẹ, trước đây con thật sự rất tồi tệ. Có phải con đáng bị băm làm trăm mảnh không mẹ? Chẳng lẽ em nói phòng bí mật đó sao? Phải. Mẹ chưa bao giờ tới đó, nhưng mà có nghe nói tới. Hôm đó mẹ có con đem thuốc cho cha. Cha không có trong phòng sách, nhưng mà trong phòng có đốt đèn,
Con nghĩ là cha đang ở trong phòng, cho nên con đã vào trong đó. Vậy sau đó thì sao? Con ngửi được có mùi rất là thơm. Mùi hương đó rất quen thuộc. Nhưng mà đúng lúc đó con không nghĩ ra đó là mùi gì. Vậy trước giờ cha chưa từng nói giận với con như vậy. Cha ép buộc con phải thề, không được nói ra cho ai biết là những gì con thấy. Nếu không, đừng nói là không được ở lại Thái Gia, mà ngay cả thôn Sông Ngư con cũng không được. Vậy cái đó thực ra là cái gì? Đó là một khúc gỗ. Nhưng mà đó là một khúc gỗ rất nguy hiểm. Thực ra là cái gì chứ? A Tuấn à, con còn nhớ chú của con không? Là người đánh xe ngựa cho Thái Lão Gia đó. Con nhớ. Khi chú ấy chết, hình như con mới 12 tuổi. Chú của con thật sự đã bị khúc gỗ đó hại chết 10 năm trước. À, chính là cái năm Hủ Quân đến đây đó. Thái Lão Gia đã kêu chú con đánh chiếc xe ngựa đến một nơi rất xa rất xa, đến gặp một người bạn cũ của ổng. Chú của con và Thái Lão Gia đánh xe đi, và thời gian đi mất một ngày một đêm. Khi sắp đến nơi thì Thái Lão Gia đã kêu chú con dừng xe ngựa lại. Sau đó chú con thấy ở nơi xa xảy ra hỏa hoạn, giống như một hộ giàu có đã xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi vậy. Rồi một lát sau, từ nơi xảy ra hỏa hoạn có vài người bịt mặt đến. Họ cưỡi ngựa, sau đó đưa một khúc gỗ rất đặc biệt đưa cho Thái Lão Gia. Là khúc gỗ trong phòng sách sao? Đến bây giờ mẹ cũng không thấy được thật ra đó là khúc gỗ như thế nào nữa. Nhưng mà chú của con luôn rất sợ hãi, mãi tới khi chú con sắp mất mới nói với mẹ những người đó họ chỉ vì muốn cướp khúc gỗ đã giết hết tất cả người trong nhà đó, còn phóng hỏa đốt nhà của người ta nữa. Thái Lão Gia là giết người sao? Thái Lão Gia cũng nổi trận lôi đình, ông ấy chỉ muốn lấy khúc gỗ thôi, nhưng mà không ngờ lại giết người. Có điều người đã chết thì không thể nào sống lại được. Vậy thì nơi đó là nơi nào? Hình như nơi đó chính là Trấn Ô Lam. Trấn Ô Lam. Cô ơi, nhìn nè. Trời ơi, đẹp thật đó. Cô Trầm Hương à, cô chính là tân nương đẹp nhất mà tôi từng thấy đó nghe. Hà Trân, còn ngồi ngẩn ngơ làm gì nữa? Cô hai sắp lấy chồng rồi đó, chỗ nào cũng đang cần người phụ giúp. Cô hay lắm, cứ ngồi ngẩn ngơ trong phòng không có làm gì. Còn không mau đi. Khoan đã. À, tôi chợt nhớ ra rồi. Cô trốn trong phòng không dám ra ngoài, bởi vì trong lòng khó chịu chứ gì. Tôi không có. Không có. Còn cố cãi hả? Cô gạt ai chứ? Từ năm mười mấy tuổi, cô đã thích cậu hai của Thái Gia rồi, chỉ một lòng muốn lấy cậu ấy. Cô cũng vì cậu ấy mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bây giờ cậu hai sắp thành thân rồi, mà tân nương không phải cô. Cô nói cô không đau lòng, mà nó mới tin á. Tôi thật sự không đau lòng. Tôi không đau lòng. Hữu Quân, tới rồi sao? Cha kêu tôi đem chữ hỷ tới đây cho mọi người nè. Từ lâu đã nghe thấy Lão Gia viết chữ rất đẹp. Đúng là đẹp thật đó. Nè Tiểu Tuyết. Dạ. Tới đây, đem cái này cho phu nhân đi. Dạ được bà ba. Đi, chúng ta vào trong. Thank you.
Hai của Ninh Gia đến chọc Hương. Đó là em gái của tôi, A Trân. Hôm nay không cho phép cô lấy tên là Long Dân đó. Không cho phép cô bước vào Long Gia một bước. Bé đâu rồi? Vú nuôi đưa ra ngoài chơi rồi. À, ý đây là chiếc nhẫn của Trầm Hương mà. Đúng vậy, phu nhân kêu tôi xỏ lại cái này, nói làm của hồi môn cho Trầm Hương. Hữu Quân, cô ngồi xuống đi. Hữu Quân, Hữu Quân. À, cô bị sao vậy? Cảm thấy không khỏe hả? Không có. Quế Bình, tôi có chuyện này phải nói cho cô biết. Nói đi. Cô có nhớ khi chúng ta còn nhỏ, nhà của Trầm Hương xảy ra hỏa hoạn hay không? Nhớ chứ. A Trân, cô đi đâu vậy? Tôi đi tới nhà bếp. Trong phòng của bà ba đang có khách đó, mau đem trà tới đó đi. Tôi... đương nhiên là cô rồi, không lẽ là tôi sao? Nhanh lên, cầm đi. Nhanh lên. Cái gì? Cô muốn nói... Ê, tôi nói chính là cái hôm cha của tôi được khúc khổ đó về thế gian. Hữu Quân, chuyện này không thể nói đùa được đâu. Tôi biết mà, cho nên trước giờ không dám nói ra. Cô khẳng định là khúc khổ đó là khúc khổ ở nhà Trầm Hương sao? Tôi thấy khúc khổ đó ở chỗ cha của tôi. Mùi hương của nó hoàn toàn giống với mùi trên chiếc vòng của Trầm Hương. Không lẽ là cha của cô vì khúc khổ đó hại chết cả nhà Trầm Hương? Tôi thật sự cũng không dám tin nữa. Nhưng mà... không có nhưng mà... Trầm Hương và cậu hai khó khăn lắm mới tới được với nhau. Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn. Chúng ta tuyệt đối không thể để Trầm Hương chịu tổn thương nữa. Tôi biết rồi. Một người là bạn tốt nhất của tôi, còn một người là người anh thương tôi nhất. Đương nhiên là tôi hy vọng họ ở bên nhau rồi. Nhưng lỡ như một ngày nào đó... Hữu Quân, không có lỡ như... chúng ta hãy giấu chặt chuyện này trong lòng, không nói cho ai biết hết. Nếu như để cho người khác biết được chuyện này thì chúng ta sẽ hối hận cả đời đó. Thôi cô vào trong đi, Trầm Hương cũng sắp lấy chồng rồi, mọi người còn rất nhiều chuyện phải làm nữa đó. À, vậy tôi tiễn cô tới đây thôi, đi đường cẩn thận nha. Quế Bình, Quế Bình à. An Ư, An Ư, xảy ra chuyện gì vậy An Ư? Anh có sao không? Hả? Quế Bình à, anh sợ là không ổn rồi. Hả? Anh muốn gặp em và con của mình, hãy cho anh gặp con đi. Anh ra nông nỗi này rồi, làm sao mà gặp con chứ? Hữu Quân, bây giờ phải làm sao đây? Đi theo tôi. Đến nhà chúng tôi đi, mau lên. Dần đi từ từ. Anh A Tuấn. Anh A Tuấn. Anh Ngư, sao lại bị thương vậy? Đi làm việc bên ngoài, bị người ta đòi nợ và đánh ra nông nổi này. Hữu Quân, đi rót ly nước đi. Dạ. Quy Bình à, anh muốn gặp con. Con đâu rồi? Anh A Tuấn, bây giờ An Ngư đã bị thương như vậy, anh không thể vào Long Gia được, cũng không được để cho người khác biết anh đã trở về. Cuối cùng phải làm sao đây? Không cần phải sợ,
không có gì phải lo hết. Nếu không có lại thôn sông ngư nữa, chỉ bằng theo tôi lên núi, ở tại lều trong công trường. Nơi rừng núi quan vắng, chắc không có ai để ý đâu. Vậy làm phiền anh rồi anh A Tuấn. Trời ơi, cậu hai của tôi ơi, ngày mai cậu mới làm tân lang mà, đêm hôm khuya khoắt mặc áo tân lang để làm cái gì hả? Mau cởi nó ra đi, cẩn thận coi chừng làm nhăn đó ha. Thiếm Phùng à, hả? Trầm Hương sắp trở thành con dâu của thái gia chúng ta rồi. Con bảo đảm với thiếm, chắc chắn cậu sẽ giống như Hữu Quân, tốt với thiếm vậy. Trời ơi, điều đó không dám nhận. Hữu Quân làm sao so với Trầm Hương được? Người ta là đại trưởng quầy của Long Gia đó. Hữu Quân hả, là con dâu của tôi, nhưng còn Trầm Hương cũng chính là vợ hai của thái gia này. Nè. Ừ? Con có vài lời muốn nói với thím. Thím Phùng, ngồi đi. Thím Phùng à, tất cả mọi người trong thái gia này đều biết con được thím Phùng nuôi dưỡng từ lúc nhỏ. Tuy chúng ta không chung huyết thống, nhưng mà có ân tình. Từ nhỏ thì thím Phùng đã coi con giống như là con ruột của thím vậy. Sau này con về Trầm Hương, chắc chắn sẽ đối xử với thím giống như là mẹ ruột của tụi con vậy. Trì Minh à, nghe cậu nói lời này thì sự cực khổ cả đời này của tôi vô cùng xứng đáng. Tôi cảm thấy rất là vui. Cậu và Trầm Hương chịu nhiều cực khổ như vậy, cuối cùng cũng đợi được hôm nay rồi. Chỉ cần được ở bên cạnh Trầm Hương, dù có chịu khổ tới đâu cũng rất xứng đáng. Cậu tốt thật. Thiêm Phụng xin chúc cô cậu yêu thương đến bạc đầu. Trầm Hương, ngày mai con sẽ lấy chồng rồi. Từ đây về sau, con là con dâu của người ta. Cô cũng có vài lời muốn dặn dò con. Cô ơi, cô cứ nói. Thứ nhất, hiếu thảo cha mẹ chồng. Cha chồng con tuổi đã cao rồi, phải hiếu thảo với ông ấy. Thứ hai, phải yêu thương chồng con. Cha mẹ đã cho con mạng sống, nhưng mà người sống với con lâu nhất chính là chồng của con. Thứ ba, phải đối xử hòa đồng với người bên nhà chồng. Cho dù địa vị của họ có cao quý hay là thấp kém, con phải quý mến đối xử tốt với họ. Đương nhiên quan trọng nhất, con phải tôn trọng họ. Ngoài ra, cho con cái này. Cái này chính là món đồ duy nhất cha mẹ để lại cho con. Nó rất quan trọng. Nó là của hồi môn tốt nhất. Con phải cố trân trọng nó. Trầm Hương, con hãy nghe cô nói. Người làm cô này đồng ý sau khi con kết hôn sẽ giao bến tàu, huyền bè, tiệm gỗ Long Ký, còn có cửa hàng ở Quảng Châu. Tất cả giao cho con và Tri Minh. Không được đâu cô, những món quà quý giá này cô không dám nhận đâu. Không,
Đây xem như là bù đắp cho con đó. Bù đắp cho những năm qua con đã chịu nhiều cực khổ và dày dò. Bắt đầu từ mai, con trở thành con dâu của Thái gia. Sau này con sẽ không còn sống chung với cô nữa rồi. Cô ơi, tuy con đi lấy chồng nhưng mà con không có rời khỏi thôn Sông Ngư. Chỉ cần cô bằng lòng, mỗi ngày con đều sẽ về thăm cô. Con ngốc quá, sao lại ngày ngày tới thăm cô chứ? Cô tới đây làm gì? Long phu nhân, Trầm Hương, tôi có chuyện này muốn nói với hai người. Nói. Tôi biết được ai đã lấy cắp bảo vật gia truyền của Ninh gia rồi. Cô nói cái gì? Tôi nói tôi biết được là ai đã giết hại cả nhà của Trầm Hương. Phu nhân, cô Hữu Quân đã tới. Được, cô đưa mọi người ra ngoài đi. Dạ phu nhân. Long phu nhân, bà tìm tôi. Hữu Quân, tôi hỏi cô, cô ở trong Thái gia đã thấy khúc gỗ Trầm Hương già nam của Ninh gia chúng tôi. Tôi Hữu Quân, cô hãy mau nói thật đi. Long phu nhân, xin bà đừng ép tôi. Cô không nói cũng được. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Thái Thiên Quy, hỏi ông ta cho rõ ràng. Long phu nhân, xin bà đừng đến đó. Tôi nói, tôi sẽ nói hết cho bà biết. Không thể nào, không thể nào. Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Mọi người gạt tôi, mọi người đã gạt tôi. Tôi phải đi tìm anh Trì Minh. Anh ấy sẽ nói với Trầm Hương. Mọi người đừng đánh gạt Hương tôi. À, còn ơi, cô hãy nghe cô nói. Nghĩ lại suốt bao nhiêu năm qua cô đã chịu nhiều cực khổ, tất cả là tại sao chứ? Nghĩ lại đi, cha mẹ cô tại sao mà chết? Nhà của cô đã bị hủy hoại như thế nào? Qua có đầu nợ có chủ. Cô hãy nghĩ đi, tại sao bao nhiêu năm qua con chịu nhiều quốc ức hả? Vậy con dặn Trì Minh phải làm sao đây? Cô ơi, cô nói con biết, con dặn Trì Minh phải làm sao đây? Con ngốc quá, không lẽ con muốn lấy con trai của kẻ thù hay sao hả? Con không muốn, con không thể lấy anh ấy được. Nhưng mà nếu như con không được ở bên cạnh anh Trì Minh, con thà chết đi cho rồi. Cô ơi, hay là để cho con chết đi. Con Trầm Hương, đừng như vậy mà. Nếu như con chết rồi con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây? Trầm Hương, Trầm Hương, con hãy khóc đi. Muốn khóc thì cứ khóc đi mà. Tự không khóc. Cô thì nói rất đúng, tôi không thể lấy anh đấy. Anh là con trai của kẻ hãm hại Ninh gia. Tôi cũng không thể chết. Nếu như tôi chết, con của tôi phải làm sao đây? Tôi phải đi tìm Thái Thiên Nguyên. Tôi phải hỏi ông ta tại sao lại giết cha mẹ của tôi. Đừng mà Trầm Hương. Tôi phải hỏi ông ta tại sao lại hại tôi bao năm qua có nhà mà không thể về. Trầm Hương, đừng mà Trầm Hương. Trầm Hương, Trầm Hương, Trầm Hương, Trầm Hương, Trầm Hương, Trầm Hương, Trầm Hương. Sắp tới giờ đón tân nương rồi, tân lan sắp ra nữa, hay quá ha. Sắp tới giờ rồi. Sự nữa ra được quá. Ra được kìa. Có lớp đã rồi kìa. Ở tuổi linh đình hay quá. Ta nhà giàu phải khác chứ. Tốt. Quá đẹp trai luôn. Cậu hai à, mau qua đó sớm, sớm đón tân nương về đây đi. À, đúng đó, được. Đi sớm đi. Ủa, Hữu Quân sao chưa tới nữa? À, đã cho người đi tìm rồi.
Không biết con bé có chuyện gì mà từ tối qua đã không thấy nó đâu. Dạ không sao, không cần tìm. Có thể ở chỗ của Trầm Hương, dù gì con cũng tới đó mà, sẵn đón về đây luôn. Được rồi, đi mau đi. Cha ở nhà đợi các con trở về. Dạ. Đi đi. Dạ, đẹp trai dữ. Trời quay ơi, Tân Lan quay phòng quá hả? Phong độ ghê luôn à. Xuất phát. Tân Lan đúng là quay phòng ha. Đi thôi, đi thôi. Ghê ha. Quay phòng quá ha. Gì vậy? Hả? Gì vậy? Gì vậy? Làm gì vậy chứ? Đi từ vậy? Sao kỳ vậy? Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Thưa cậu hai, xin lỗi cậu. Cô Trầm Hương của chúng tôi không thể thành thân với cậu. Đây là tất cả của lễ vật thái gia đưa tới. Phu nhân kêu tôi đem trả lại. Dạ. Sao lại vậy chứ? Sao lại như vậy được? Ta... Vậy là sao ta? Ta lại không thành thân. Ta chuyện là sao? Mau đến đó xem sẽ ra chuyện sao gì đi. Vậy dạ, lão gia. Ôi, thằng Chi giận dữ lên rồi. Có chuyện sao? Gì vậy? Ủa, hiểu quá. Sao Tân Lan đi mình vậy? Bỏ chạy con mình à? Nhưng không có chịu cưới nữa. Tả đổ trơn kìa. Ôi chú. Trầm Hương. Trầm Hương. Trầm Hương, mở cửa đi. Trầm Hương. Trầm Hương. Hay là tôi kêu Như Yên tới đây để trò chuyện với mọi người nha. Đừng nói cho cổ biết, cổ tới đây chỉ thêm phiền phức thôi. Thôi được rồi, vậy tôi về nha. Anh Tri Minh. Anh Tri Minh. Anh bị sao vậy? Trầm Hương cô ấy đã nói với anh, trong lòng cô chỉ có một mình anh thôi. Cô nói không lấy ai ngoài anh hết.
Nhưng mà tại sao cậu lại thay đổi chứ? Cậu muốn hồi hôn? Tại sao vậy? Tại sao nói thay đổi là đổi chứ? Trầm Hương không hề thay đổi. Cô làm như vậy hoàn toàn là bởi vì... Bởi vì chuyện gì? Em không thể nói. Dừng đó. Nói cho em biết thật sự đã xảy ra chuyện gì. Mẹ. Nè. Mẹ. Sao rồi? Người của Long Gia không chịu mở cửa. Vậy còn cậu hai đâu? Cậu hai đi đâu rồi? Con không biết, không tìm được cậu ấy. Chuyện này không thể nào. Không thể nào. Dừng đó. Dừng đó. Tất cả là giả dối phải không? Những gì em nói đều là thật. Không tin anh có thể hỏi Hữu Quân mà. Hoặc là anh hỏi Thiếm Phùng đi. Hoặc là anh trở về nhà hỏi cha anh. Em xin lỗi anh Tri Minh. Em đã từng thề, nếu như em không lấy được anh thì sẽ không ai có được anh hết. Cậu hai. Cậu hai. Cậu hai. Cậu hai. Thì ra đó là sự thật. Cái này chính là thứ mà họ đã nói là Trầm Hương ngàn năm của Ninh Gia Trấn U Lam sao? Cha không trả lời con. Ninh gia cả nhà chết thảm là do cha làm sao? Cha chưa từng bao giờ kêu bọn họ làm như vậy hết. Bọn họ đã giết người, sau đó phóng hỏa đốt nhà của họ. Tất cả là vì khúc cổ này sao? Đây chính là điều cha thường dạy con sao? Người ở trên đời này nào là nhân nghĩa đạo đức, người ở trên đời nhân nghĩa đạo đức. Người ở trên đời nhân nghĩa đạo đức. Người ở trên đời nhân nghĩa đạo đức. Người ở trên đời. Anh hai, anh hai à, anh hai. Thật ra đã xảy ra chuyện gì hả? Đúng. Anh có biết không, mười mấy năm trước chính cha của chúng ta, cha của chúng ta đã hại chết cả nhà của Ninh gia.
cũng chỉ vì một khúc gỗ mà thôi. Cũng chỉ vì một khúc gỗ mà thôi. Em, anh yêu Trầm Hương. Anh yêu Trầm Hương. Cả đời này kiếp này, anh chỉ yêu một mình Trầm Hương thôi. Trầm Hương cũng giống như anh, cũng chỉ yêu một mình anh thôi. Em biết mà. Nhưng mà tụi anh không đến với nhau được. Tụi anh không đến với nhau được. Anh ơi, bây giờ tụi anh là kẻ thù. Không phải. Tụi anh là kẻ thù. Tụi anh là kẻ thù rồi. Người ở trên đời, nhân nghĩa đạo đức. Tụi anh là kẻ thù rồi. Hai người tụi anh đã là kẻ thù rồi. Em nói có quan nghiệp hay không? Tụi anh là kẻ thù rồi. Tụi anh là kẻ thù rồi. Tụi anh là kẻ thù rồi. Em nói có quan nghiệp không chứ? Quan nghiệp không chứ? Anh hai. Quan nghiệp không? Anh hai à, anh đang nói gì vậy? Anh đừng có hù em nữa mà. Anh hai. Ông trời có mắt. Trầm Hương luôn nói với anh là cổ tin ông trời có mắt. Cổ tin ông trời có mắt. Anh cũng tin là ông trời có mắt mà. Không nhẫn tâm nhìn thấy cổ phải chịu tổn thương như vậy. Nhưng mà, nhưng mà ông trời ơi, bộ ông bị đuối rồi hay sao? Bộ ông bị mù rồi sao? Không thấy gì hết à? Cuối cùng tôi đã làm sai chuyện gì? Chúng tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao trừng phạt chúng tôi như vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao vậy? Anh đừng có như vậy mà. Anh hai ơi, anh đừng như vậy. Anh hai. Anh hai à. Anh hai. Anh luôn nói, anh luôn nói với Trầm Hương là, nói với Trầm Hương chỉ cần có anh, có anh thôi, anh sẽ không để ai làm tổn thương cô. Em biết rồi. Anh luôn che chở bảo vệ cho cô. Em biết mà. Anh luôn che chở bảo vệ cho cô. Này. Nhưng mà bây giờ anh có tư cách gì bảo vệ cho cô đây? Anh có tư cách gì bảo vệ cho cô? Anh có tư cách gì bảo vệ cho cô? À, đúng là y trời. Y trời. Y trời. Quả báo là quả báo. Quả báo. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tới bây giờ anh chị mới cho em biết sao? Nếu không phải chuyện hồi hôn của Trầm Hương xảy ra long trời lở đất ở thôn sông Ngưng này, thì em còn không biết chuyện gì nữa đó. Quý Bình không muốn chị nói với em, bởi sợ tính của em nóng như lửa, sợ em sẽ làm cho sự việc này rối thêm. Thật sự không ngờ mà, đường đường Thái lão gia lại làm ra chuyện ác nhân thất đức, tán tận lương tâm tới như vậy. Nếu em mà là Trầm Hương, em liều mạng cướp bảo vật gia truyền về lại mới được đó. Sau đó thì em trả thù cho cha mẹ. Trả thù? E là chưa cướp được bảo vật về thì Trầm Hương đã phải mất mạng rồi. Ông dám? Em đó, luôn suy nghĩ một việc quá đơn giản rồi. Với lại, năm đó Thái lão gia vì khúc cổ Trầm Hương đó đã làm ra nhiều chuyện nhẫn tâm như vậy rồi. Còn bây giờ sao? Em nghĩ là ông chấp nhận trả lại khúc cổ đó à? Không trả. Không trả thì liều mạng với ổng. Liều mạng? Liều mạng với ổng? Em đừng quên ông ấy là ai. Ổng là Thái Tiên Quy. Ổng đã đuổi con ruột của mình ra khỏi nhà đó. Còn nữa, bà ba hầu hạ ổng mấy chục năm trời, bây giờ bình tĩnh như vậy mà ổng cũng không thèm quan tâm. Ổng còn chuyện gì không dám làm chứ. Trầm Hương chỉ là một phụ nữ yếu đuối, làm sao liều mạng với ổng được. E là Trầm Hương vẫn chưa nghĩ ra cách gì thì Thái Thiên Quy đã bắt đầu hành động rồi. Các vị, hôm nay Thiên Quy cố tình chuẩn bị ít trà nhạc, mời mọi người tập trung đến nhà của tôi là có việc muốn nhờ. À, lão già có sao rồi?
Anh Thiên Quy à, có việc gì cái việc nói thẳng ra đi, không sao đâu. Phải đó, phải đó. Thôn Sông Ngư tổng cộng có hai bến tàu, một là của Long Gia, một là của Thái Gia. Bây giờ tôi quyết định tu sửa lại và mở rộng bến tàu của Thái Gia chúng tôi. Vậy sao thì tốt quá. Ngoài ra thì tôi đã mua thêm hai chiếc tàu lớn, một chiếc tàu chuyên vận chuyển hàng đến Nam Dương, còn một chiếc tàu vận chuyển hàng từ nội địa đến các bến cảng lớn. Tôi biết là bao nhiêu năm qua mọi người luôn ủng hộ cho tàu vận tải của Long Gia. Không sao hết, mọi người đều vì chuyện làm ăn mà, đều vì muốn kiếm tiền thôi, có đúng không? Phải. Từ nay tôi sẽ khai trương lại, cho nên dù là vận chuyển đến Nam Dương hay vận chuyển trong nội địa, phí vận chuyển của Thái Gia chúng tôi sẽ thấp hơn Long Gia 20%. Thấp hơn 20% tốt quá. Gần đây việc làm ăn ngày càng khó khăn. Lần trước tôi chuyển hàng tới Quảng Đông, Long Gia đã giữ nguyên số hàng đó chuyển lại cho tôi. Tôi đã không hài lòng với Long Ký rồi. Hôm nay thấy anh Thiên Quy của Thành Ý mời như vậy, tôi đầu tiên ủng hộ cho anh. Bắt đầu từ hôm nay, Trấn Kiều Đầu chúng tôi, tất cả hàng hóa chuyển ở bên ngoài, tất cả giao cho Long Quy quản lý hết luôn. Phải. Chúng tôi đương nhiên là một lòng ủng hộ anh Thiên Quy rồi. Hả? Giá của anh thấp hơn Long Gia tới 20%, giúp cho chúng tôi được lợi hơn nhiều rồi. Phải. Ý anh hai, sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Anh muốn ra ngoài đi dạo. Vậy thì anh ăn một chút đồ đi. Mẹ chồng của em vừa mới nấu trái hạt sen cho anh nè. Bên ngoài đang có chuyện gì? Tại sao lại ồn quá vậy? Cha đã mời rất là nhiều khách tới. Hình như là đang bàn chuyện vận chuyển hàng hóa gì đó. Vận chuyển ở thôn Sông Ngư? Không phải trước giờ đều do Long Ký làm sao? Chuyện này em không rõ nữa. Nè anh hai ạ. Sau này chuyện làm ăn của Thái Gia chúng tôi đều phải nhờ các vị giúp đỡ nhiều hơn rồi. Thiên Quy khách sáo quá rồi. Mọi người giúp đỡ cho nhau, đôi bên cùng có lợi thôi mà. Đúng vậy. Ngày mai chúng tôi có một lô hàng sẽ vận chuyển tới Quảng Đông. Tôi đã thỏa thuận với Long Gia rồi, nhưng mà vẫn chưa xuất ra kho. Bây giờ xem ra thì nếu giao cho Long Ký thì không hợp cho lắm đâu nghe. Phải đó. Vậy thì chúng ta quyết định như vậy đi. Được, quyết định như vậy đi. Anh Thiên Quy à, vậy đi. Thôi chúng tôi xin cáo từ đây. Cáo từ. Thứ không tiện sợ. Cáo từ. Tại sao còn lại ở đây? Chả làm gì vậy? Cha không sợ bị quả báo hay sao? Đúng là ăn nói bậy bạ. Cha đã làm sai một lần rồi, xin cha đừng mê muội không tỉnh nữa. Đã sai càng sai, cha chỉ dùng ép mình đến tình cảnh không thể nào quay đầu lại được thôi. Ăn nói bậy bạ không đâu ra đâu hết. Cha, con hỏi cha một lần cuối cùng. Nói. Có phải cha định đuổi cùng giết tận Trầm Hương và Long Gia? Có phải vậy không? Nếu như quay đầu được, cha chấp nhận bắt đầu đi từ bước đầu tiên. Việc đến nước này không còn đường lui nữa. Đáng tiếc, người chết không thể sống lại được. Con thật sự mong là con có thể dùng tính mạng của mình đổi lại cha mẹ của Trầm Hương, trả lại món nợ mà cha đã thiếu. Cha, con biết là con đã không có khả năng ngăn cản cha được nữa. Con cũng không có khả năng bảo vệ Trầm Hương nữa. Nhưng mà con cần phải nói cho cha biết, có một người cha giống như cha khiến con cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cho nên từ nay về sau, con sẽ rời khỏi Thái Gia. Cho dù con còn sống hay đã chết,
Con bảo đảm sẽ không còn bất cứ liên hệ gì với cha nữa. Cha, con thật sự hy vọng cha hãy tự suy xét lại mình. Cậu nói cái gì? Cậu hai muốn đi sao? Mẹ ơi, mẹ mau cản anh đi. Nếu như anh đi rồi thì anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Mẹ, đợi chút. Còn đợi gì nữa, nếu đợi sẽ không kịp đâu. Mẹ, mẹ đừng có nôn nóng. Mẹ nghĩ mình có thể cản được cậu hai sao? Nếu cậu hai thực sự bỏ đi thì bên cạnh lão gia sẽ không còn ai giúp đỡ hết. Không phải bây giờ vẫn còn có con sao? Cậu hai, Trầm Hương, cái này của cô nè. Là gì vậy? Thư của anh hai tôi gửi cô đó. Cầm đi, cô cần phải coi. Anh hai của tôi, anh đã đi rồi. Ảnh đi rồi, ảnh đi đâu? Trầm Hương, anh đi rồi. Anh là người yếu đuối, không bảo vệ được em nữa, cũng không dũng cảm đối diện với em. Bởi vì anh là con trai của Thái Thiên Quyên, anh cảm thấy xấu hổ, nhưng không có sự lựa chọn. Em có thể hận anh, cũng có thể nguyền rủa anh. Người ta nói nợ cha con trả, anh chấp nhận trả nợ. Nhưng mà anh biết điều em cần không phải như vậy. Những món nợ mà cha của anh nợ Ninh Gia của em chỉ có thể để mọi người tự đòi thôi. Anh không thể ngăn cản em, cũng giống như anh không thể ngăn cản cha gây khó dễ cho em và Long Gia, cũng như việc cha đã sử dụng những thủ đoạn bị ổn. Một lời khó nói, bảo trọng. Cha, có một người cha giống như cha khiến con cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cho nên từ nay về sau, con sẽ rời khỏi Thái Gia. Cho dù con còn sống thì đã chết, con bảo đảm sẽ không còn bất cứ liên hệ gì với cha nữa. Người đâu? Người đâu rồi? Người đâu? Đi đâu hết rồi? Người đâu? Người đâu? Không nghe gì sao? Người đâu rồi? Lão gia, ông có điều gì dặn dò? Người đã đi đâu hết rồi? Thiếm Phùng và cô Hữu Quân hôm nay đã về nhà. Vậy còn những người khác ở đâu? Cậu hai thì hôm nay đã bỏ đi. Cậu ba và bà ba hiện giờ cũng... Được. Đi hết đi. Đi hết đi. Cậu cũng đi đi. Lão gia, đi đi. Một mình ta mới được yên tĩnh. Đi hết đi. Mẹ ơi, nè, uống thuốc đi mẹ. Mẹ nè, nè, uống hết thuốc đi mẹ. Đại phu nói uống hết thằng thuốc này, bệnh tình của mẹ sẽ có chuyển biến tốt đó. Anh em bốc giác có nói ngày mai có vụ làm ăn tốt,
tiền công đặc biệt rất cao. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, để ngày mai con lấy được tiền công, cái bút thăng thuốc bổ cho mẹ uống ha. Thôi khỏi thuốc bổ, mẹ chỉ muốn ăn điểm tâm của Hồng Phúc Hiên mà thôi. Dạ được, vậy chúng ta ăn điểm tâm của Hồng Phúc Hiên hả mẹ? Con đi ngủ sớm đi, nghỉ cho khỏe, ngày mai còn làm nữa con. Dạ. Thôi mẹ nghỉ đi mẹ. Đứng lại, có chuyện gì? Anh Minh Gia ơi, lão gia chúng tôi có chút chuyện, xin thông cảm cho. Hả? Vào đi. Mời lão gia. Lão gia, từ từ. Ôi trời ơi. À, xin chào Liêu trưởng quan. Mời. Ngồi. À, được. Thái lão gia à, sao hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy? Tôi chỉ tiện đường, cho nên muốn tới đây nhờ trả cậu mà thôi. Có chút quà không đáng là gì, mong cậu nhận lấy. Ngoài ra tôi có chút chuyện kính mong Liêu trưởng quan giúp đỡ. Thái lão già, cứ nói đi. Nhanh lên, mọi người nhanh tay một chút. Nhanh một chút đi. À, dạ được. Để bên đó được rồi. Dạ. Nhanh một chút đi. Bên này, nhanh lên. Dạ. Nhớ khi vào kho đó. Mọi người nhanh tay một chút đi. Dạ, tôi biết rồi. Trì Minh đang muốn nhắc nhở chúng ta là cha của cậu ta có thể như chó điên cắn người lung tung. Đại trưởng quầy, phu nhân. Dương trưởng quầy, có chuyện gì? Lưu gia thôn Kiều Đầu trước đây là khách quen của bến tàu chúng ta, hôm nay đáng ra sẽ vận chuyển hàng đến Hồng Kông. Tôi ở bến tàu đợi 2 canh giờ vẫn không có động tĩnh gì, cho người đi dò hỏi thì ra họ đã vận chuyển hàng quá đến bến tàu của Thái gia rồi. Với lại tôi còn nghe nói Thái gia đã mua thêm 2 tàu chở hàng, mở rộng kho bãi cho bến tàu. Phí vận chuyển tàu của họ thấp hơn chúng ta 20%. Tôi cảm thấy điều này rõ ràng là cướp chuyện làm ăn của chúng ta mà. Xem ra anh Tri Minh muốn nhắc nhở chính là chuyện này. Dương trưởng quầy, anh thấy chúng ta có nên hạ thấp giá vận chuyển không? Tàu của họ là tàu loại mới, vừa nhanh vừa đỡ tốn sức. Chỉ do 2 điều này thôi, chi phí của Thái gia thấp hơn chúng ta 20% rồi. Chúng ta cũng sẽ mua tàu vận chuyển mới, chúng ta quyết liệu với họ tới cùng. Không được, theo con thấy tàu thuyền không phải là vấn đề chủ chốt. Thực ra ông ấy muốn giành khách quen của chúng ta. Hiện nay ông ta đã mua 2 chiếc tàu mới, chúng ta đã mất dưa hấu, vẫn còn có thể lượm ít về. Điều con lo lắng là điều ông muốn quỷ hoại không chỉ là vận chuyển hàng hóa mà thôi. Phu nhân, cô Trầm Hương. Cô Trầm Hương, dư trưởng quầy mời cô tới tiệm cầm đồ một chút. Cô à, con tới đó đây. Cô đi với con. Nè, đang cầm cái gì vậy? Đưa tôi coi. Nè, xin hai anh hãy tạo sự thuận tiện. Đây là nơi làm ăn của Long gia chúng tôi. Hai anh đứng chỗ này e là không thích hợp lắm. Không thích hợp hả? Có gì mà không thích hợp chứ. Nói cho cô biết, chúng tôi là lĩnh trú tại thôn Sông Ngư, thích đứng đâu thì đứng đó. Cô còn nói nữa, phạt cô tội cản trở công vụ đó. Hai người à, Hai vị thông cảm cho. À, phu nhân của hai mời vào. Cứ vào đi. Đại trưởng quầy, phu nhân, hai người cũng thấy rồi đó,
Từ sáng sớm tới bây giờ họ vẫn đứng ở đây, khách hàng không dám vào. Tới bây giờ vẫn chưa có một mối làm ăn nào hết trơn. Còn hai cửa tiệm khác thì sao? Cũng y cha. Dư trưởng quầy, thôi như vậy đi, chúng ta lấy một ít tiền cho bọn họ để coi thế nào. Tôi thấy cách này không có được đâu. Bọn họ cách một canh giờ thay phiên nhau canh gác. Bây giờ cho họ, sau này có như cái động không đáy. Cô à, cô vẫn chưa hiểu sao? Tiền họ cần lấy họ đã lấy từ lâu rồi. Đại trưởng quầy, cô coi bây giờ phải làm sao? Vậy tạm thời chúng ta đóng cửa tiệm trước, tôi và phu nhân sẽ nghĩ cách giải quyết. Được, đành phải vậy thôi. Dạ dạ. Làm việc đi, làm việc đi. Dạ, dạ, làm việc, nhanh lên. Biết rồi, nhanh lên. Nhà kho thôn sông Ngư. Nè, cậu đứng đó làm gì? Nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Không phải cậu đã nói hôm nay sẽ mua điểm tâm cho mẹ cậu sao? Nhanh lên, đi làm cái tiền đi, nhanh lên. Này của cậu, bộ số mấy? Số 7. Qua đây. Nè. Đây. Còn cậu, bộ số mấy? Dạ, số 15. Đây. Trì nghỉ. Ê, Trì nghỉ à? Cậu thử chơi về nhà đi. Thả lâu giờ. Tôi làm gì bằng sức của mình? Tôi không hiểu ông nói cái gì hết. Còn đợi đã. Chắc còn chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hơn đi. Đi. Đi thôi. Nè, phải để cho chắc chắn. Dạ. Coi chừng rớt xuống đó. Dạ biết rồi. Tiểu Lục, Tiểu Thanh, cậu còn chắc một chút, hôm nay có thể sẽ mưa đó. Hả? Cố gắng lên. Cậu phía sau đi. Hả? Cha biết là con vẫn còn giận cha. Chỉ cần con chịu theo cha về nhà, cha sẽ giao cho con cả khu rừng, cho con bến tàu, cho con xưởng ngọc trai và cho con xưởng muối. Cha có thể giao tất cả sản nghiệp của thái gia giao cho một mình con quản lý. Con nghe cha nói đi. Có phải con còn để trong lòng cha coi trọng A Tuấn hả? Không tin tưởng con, chuyện này thì dễ giải quyết. Chỉ cần con theo cha về nhà, cha sẽ lập tức cho cậu ta cuốn gói biến đi ngay. Suy cho cùng, cậu ta chỉ người làm thôi, con mới là con của cha. Lúc tôi và mẹ rời khỏi thái gia đã nói rất rõ ràng với ông. Từ nay về sau, dù chúng tôi sống hay chết, hoàn toàn không liên quan tới thái gia của ông. Chúng tôi sẽ không bước tới thái gia một bước đâu. Con trai, con chính là bao mũ ruột thịt của cha đó. Tất cả sản nghiệp mà Thái Thiên Quy này gây dựng nên có được như ngày hôm nay, đến cuối cùng không phải thuộc về con hết hay sao? Thả lâu già, của ông là của ông, của tôi là của tôi. Mỗi hạt gạo mà tôi ăn hôm nay đều dựa vào bàn tay của tôi mà tôi kiếm được. Tôi sống bằng sức lao động của tôi, không liên quan tới thái gia các người. Tôi xin lỗi, tôi phải đi làm việc đây. Con trai, con trai. Không phải là không có cách, muốn xem Long Gia các người thể hiện ra sao thôi. Mở ra. Trầm Hương đại trưởng quầy à, buôn bán của chúng ta không thể buôn bán như vậy được. Vậy anh muốn làm như thế nào? Nè anh em, mau khiêng hàng của chúng ta ra đây. Chỉ cần cô bảo đảm mỗi lần chuyển hàng, nhân tiện chuyển hàng của chúng tôi luôn, tôi đảm bảo với cô, người của tôi sẽ không gây phiền phức cho Long Gia thêm một phút giây nào nữa. Bên trong này là hàng gì vậy? Mở ra. Trầm Hương, con làm rất đúng. Tuyệt đối đừng chấp nhận yêu cầu của cậu ta. Nếu như tiếp tục như vậy, việc buôn bán của chúng ta, cho dù Long Gia chúng ta có khuynh gia bại sản, cũng không thể hủy hoại danh tiếng mấy chục năm của Dượng con.
Nếu thật sự là như vậy, đành phải nói với trưởng quầy cắt giảm người làm, cắt giảm chi tiêu, vậy mới giữ được. Ừ. Trưởng quầy. Trưởng quầy. Anh Tuấn. Chà, A Sư liên trưởng. Chúc mừng, xin chúc mừng. Anh Tuấn à, anh cũng khá lắm mà. Bây giờ đã là con rể của Thái Lão Gia rồi. Hả? Bây giờ hai con trai của Thái Lão Gia đã trở mặt với ông rồi. Vậy sau này đó không phải là vùng trời của anh Tuấn hay sao? Bây giờ tôi sao có thể nói là con rể của Thái Gia chứ? Chẳng qua chỉ là người làm của Thái Gia thôi. Cho dù anh làm cực khổ đến đâu, chỉ cần có chút sai lầm, Thái Lão Gia cũng có thể kêu cậu cuốn gối ra đi. Trời ơi anh Tuấn à. Nhanh nhanh nhanh, rót trà cho anh Tuấn đi. Dạ. Anh Tuấn à, tôi có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ năm đó anh đã giúp đỡ tôi. A Sương này không phải là một người quên ơn không có lương tâm đâu. Hiện nay tôi đang có một cơ hội để phát tài, nhưng mà không biết anh Tuấn đây anh có hứng thú hay không thôi. Tôi cũng rất muốn biết cần làm gì để có thể phát tài. Dạ. Anh Tuấn à, anh làm việc ở Thái Gia không được thoải mái lắm. Tôi khuyên anh, tốt nhất anh phải có dự tính riêng cho mình chứ. Nhưng mà không biết chúng ta sẽ phân chia thế nào đây? Sẽ chia 5 năm. Chia 5 năm. Được, tôi quyết định như vậy đi. Vậy thì tối nay tôi sẽ cho chuyển hàng tới bến cảng của Thái Gia đó. Được, vậy tối hôm nay tôi đợi anh ở bến tàu. Chúng ta không gặp không về. Cả. Nè, lấy trà thay rượu. Anh của em không về nhà ăn sao? Đúng vậy, vì tối hôm nay sẽ có một chuyến hàng lên tàu. Thái Lão Gia này, vì cướp chuyện làm ăn của Long Gia đã tận dụng hết sức người. Tới cuối cùng con trai yêu quý của ổng cũng thề không nhìn mặt ổng nữa. Sản nghiệp của Thái Gia lớn như vậy, người làm mệt nhất chỉ có một mình anh của em thôi. Chị nghe nói cha của chị đã tìm anh ba, nhưng mà anh ba không chịu Thái Gia vào nhà. Chị muốn nói Thái Tri Nghị không chịu trở về nhà làm cậu ba, thà làm việc cực khổ ở bến tàu sao? Đúng là như vậy, ngay cả cha của chị cũng không dám tin nữa anh ba lại tuyệt tình tới như vậy. Không phải hắn tuyệt tình, mà hắn thật sự rất đau lòng. Chị đi đưa cơm đi. Ê, chị hai. Chị ở Thái Gia mệt mỏi cả ngày rồi. Thôi để em đem cơm cho.